Ngày hôm nay ta cùng họp hắn nơi đây, mọi người bên nhau ta hát mừng sinh nhật. 1, 2, 3 ta cùng thôi tắt nên. Happy birthday to you. On this day all together we'll be, and we'll all sing for your birthday. 1, 2, 3 we'll blow out the candles. Happy birthday to you. Happy birthday to you. And happy birthday to you. Cùng hợp hát nơi đây, mọi người bên nhau ta hát mừng sinh nhật. 1, 2, 3 ta cùng thôi tắt nên. Happy birthday to you. On this day all together we'll be, and we'll all sing for your birthday. 1, 2, 3 we'll blow out the candles. Happy birthday to you. Happy birthday to you. And happy birthday to you. Yeah.
Đã là người ở trên đời, ai ai cũng có tổ, có tông, có ông, có bà, có cha, có mẹ, có gốc, có nguồn. Ông bà là nguồn cội của dòng giống để ta nhớ tới tổ tiên, nhớ tới để biết ơn, nhớ tới để đáp đền, để kính yêu và báo hiếu. Cha mẹ, ông bà,
là nguồn cội để ta nhớ ơn tổ tiên, là dòng sông đưa ta nhớ về cội nguồn, là đường đưa ta đến với cuộc đời. Một lòng yêu mến thiết tha rộng hơn biên ngoài khơi, cao hơn bao núi bao đồi, cao cao vút trời mây. Con người có gốc có cội, chẳng ai trên đời sống không gốc. Không tiên không tổ, không cha không mẹ. Gốc nguồn có muôn đời, là nguồn cội là tiên tổ của dòng dông. Từ ngàn xưa mãi nối tiếp tận đời này, phần con luôn luôn bao nhiêu trọn đời. Một lòng yêu mến thiết tha rộng hơn biển ngoài khơi, cao hơn bao núi bao đồi, cao cao vút trời mây. Trước hết, chúng ta cùng nhau thắp lên nén hương lòng kính nhớ tổ tiên. Khôn ngoan nhờ ấm cha ông, làm nên phải đói tổ tông phụng thờ. Đạo làm con chớ hững hờ, phải đem hiếu kính mà thờ từ nghiêm. Xin thắp lên một nén hương trầm, một nén hương trầm bay lên.
rồi chơi đi. Hát xong tổ chức mừng là thế sinh nhật tuổi 80 nhưng một cùng lưu vui xuyên. Thế trước khi vào chương trình ý nghĩa thì tôi xin được thông báo qua cái của nhạc sĩ Văn Phục, giai điệu rộn ràng, bài hát
Đúng là đồng quê xin trân trọng kính mời các thầy cô các bà các bác ạ. Vâng, xin chào bác. Thank you.
1937, một sinh linh nhỏ bé của quê hương Đồng Đi chào đời, đó là cụ Lưu Công Xuyền. Và sau 85 thăng trầm, ngọt bùi có, đắng cay có, hạnh phúc có, gian khổ có, thì hôm nay đây, nhân kỷ niệm lần thứ 80 ngày sinh của cụ đúng vào ngày mùng 5 tháng 8 năm 1937, và hôm nay là mùng 5 tháng 8 năm 2017. Lễ kỷ niệm mừng sinh nhật lần thứ 80 của cụ, ban tổ chức cũng ra như gia đình xin được hân hạnh chào đón các vị khách quý, các vị đại biểu, các bậc cao tuổi, các bậc họ đương đã về đây chung vui hạnh phúc với gia đình cụ Xuyền. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu về dự lễ sinh nhật của cụ, xin được hân hoan chào đón đại diện cho chính quyền địa phương, thứ hai là đại diện cho dòng họ, đại diện cho hội người cao tuổi, đại diện cho hội cựu chiến binh, cùng các thông gia liên gia, cùng các bậc cao tuổi quê hương, các con các cháu trong gia đình đã có mặt tại quân viên khán phòng của lễ mừng sinh nhật cụ. Xin các bậc đại biểu một tràng vỗ tay thật đồng nhiệt để chào đón các vị khách quý. Vâng, kính thưa các cụ, các bà, các bác, các anh chị và các con cháu trong gia đình của cụ, trải qua những thăng trầm của cuộc sống và những năm tháng mà tuổi trẻ cụ đã xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước mà lòng phơi phới dậy tương lai, hôm nay đây đầy đủ con cháu trong gia đình đã đề định về đây để tổ chức lễ mừng sinh nhật tuổi 80 của cụ. Xin được chào đón và mời các cụ, các bà, các bậc khách quý, các vị đại biểu lâng ly nước trà thơm, thả làn khói thuốc, chung vui hạnh phúc với gia đình cụ Lưu Công Xuyền. Và hôm nay đây chúng tôi xin được trân trọng mời cụ Lưu Công Xuyền, nhân vật chính của buổi lễ mừng sinh nhật hôm nay, có những lời phát biểu cũng như lời chào đón các vị khách quý. Chúng ta hãy cho một tràng vỗ tay lồng nhiệt và thắp tùng cụ về với ban tổ chức để có những lời phát biểu. Các quý vị đại biểu, kính thưa các cụ, các ông, các bà và cùng toàn thể các bác, các chú, rồi là các cô dì, cậu, vợ, anh em, nội ngoại, thứ nhất, thứ hai nữa, cùng lại con cháu. Thế thì hôm nay là cái ngày sinh nhật của tôi được tổ chức, thì đây là một cái điều kiện đối với điều kiện và hoàn cảnh mà ta cho phép, đây là một cái sự tôi thấy rất hạnh phúc. Đấy. Thế thì trải qua 80 năm cuộc đời, hôm nay chắc thì nói thì được nói nhiều, nhưng mà bởi vì là thời lượng cũng quá ít, cho nên là tôi cũng xin phép các cụ, tôi sẽ được lên là kính chúc sức khỏe của các cụ, các ông, các bà, các cụ toàn thể, anh em, con cháu, và xin cảm ơn sự quan tâm
của các cụ, các ông, các bà rất là không gian liên gia, các vị không quản ngại đường xa. À, đây là có vừa là trong tỉnh liên tỉnh, thế thì cũng xin chân thành cảm ơn. Xin được chúc mừng phần chào đón khách của cụ Lưu Công Truyền và cũng sức khỏe của cụ. Thì hôm nay đây thì tuổi 80 rồi nhưng thấy các cụ thấy là rất khỏe. Các cụ ngày xưa thì thường nói là nhân sinh thất tập còn đã cổ lai hy rồi, mà đây thì cụ đã được nhận hai lần khăn rồi, một lần tuổi 70 và một lần tuổi 80, và hôm nay thì phong độ thì rất là trai tráng, rất là khỏe khoắn. Thì xin một tràng vỗ tay nữa đến với sức khỏe của cụ Lưu Công Truyền ạ. Vâng, kính thưa các cụ, các bà và các vị khách quý cùng con cháu trong gia đình chúng ta kính mến. Thế thì đã nói đến sinh nhật thì chúng ta phải tổ chức cắt một cái bánh sinh nhật. Vì thế là bây giờ ông xin mời các cháu nào, cháu Quân, cháu Nguyên và cháu Khánh, cháu Bình, các cháu lên đây để chuẩn bị phần nhạc để ông cũng như cụ chuẩn bị tổ chức lễ cắt bánh. Xin mời anh Huy, cháu Hiển hộ ông về việc chuẩn bị cho lễ cắt bánh nào. Địa phương này, thế rồi đại diện cho dòng họ này, hội người cao tuổi này, hội cựu chiến binh này, thông gia liên gia này, và đặc biệt là có những bạn hữu rất thân như một bạn rất thân của cụ là cụ Phạm Văn Nghĩa cũng đã có mặt tại
thắm thọ của lễ mừng sinh nhật hôm nay. Một lần nữa xin được chào đón các vị khách quý và tàng vỗ tay thật lồng nhiệt ạ. Lần lượt mời các đại biểu gia đình chúng ta lên để mừng và sinh nhật cho cụ. Chúng tôi xin được thông báo nước qua một lượt để các gia đình chúng ta chuẩn bị. Sau khi các con các cháu cụ tặng quà cho cụ thì các gia đình các ông bà anh em bên nội và bên ngoại chúng ta chuẩn bị. Nhưng trước hết thì chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu cụ Thịnh là đại diện cho dòng họ Lội, dòng họ Hữu Công. Xin được trân trọng mời cụ có quà mừng và bắt đầu. Kính thưa các bác, kính thưa các anh, các chị và các cháu, các chắc của gia đình và cũng như là của dòng họ. Hôm nay là ngày sinh nhật thứ 80 của cụ Lưu Công Xuyền. Đây là một cái đánh dấu, một cái mức đánh dấu rất lớn lao, bù cho cái 79 năm về trước mà ta chưa làm được. Bây giờ chúng ta đã làm được. Vậy thì tôi đề nghị với tất cả bà con, anh em, các cụ, các ông, các bà xin vỗ tay hoan hô nhiệt liệt. Tôi xin thay mặt dòng họ cảm ơn gia đình cụ Xuyền đã tổ chức cho cụ Xuyền một buổi lễ tuyệt vời. Mà tôi nghĩ có lẽ là 79 năm, năm nay là thứ 80 mới có. Vậy nghĩ là rất tuyệt vời. Xin đề nghị chúng ta hoan hô. Một lần nữa, tôi xin cảm ơn tất cả các vị có mặt trong buổi lễ hôm nay, buổi vui hôm nay của cụ Lưu Công Xuyền, và tôi xin thay mặt dòng họ rất cảm ơn, rất cảm ơn, rất cảm ơn tất cả các cụ, các bác, các ông, các bà. Đến đoàn đại biểu của hội người cao tuổi của Cư Hương Đồng Lư chúng ta, xã Tân Định sẽ có món quà mừng ngày sinh nhật của cụ. Xin được mời cụ Xuyền lên phía trên và nhận quà mừng của hội người cao tuổi. Khách quý, kính thưa các đồng chí cán bộ địa phương, thay mặt các chính quyền địa phương, hôm nay tôi thay mặt hội nhỏ tuổi vui mừng được nhận tin của ông Lưu Công Xuyền là ngày sinh nhật 80 tuổi đời. Qua lời phát biểu hôm nay, tôi thấy rằng cái 80 tuổi đời của ông hiện nay là rất khó sống đến bây giờ. Riêng tôi thì cũng là hơn 3 tuổi thôi, nhưng mà hôm nay tôi thấy là vui mừng ông tổ chức ngày vui gặp mặt tất cả bà con công bác, anh chị em trong đồng họ và thân gia. Hôm nay có mặt hôm nay, tôi thay mặt cho hội cao tuổi xin chúc ông sang năm và còn nhiều năm nữa ông sống vui, sống khỏe, sống có ích đối với xã hội và với con cháu. Cảm ơn, xin chào, xin chào. Thay mặt cho gia đình tôi xin cảm ơn anh đoàn. Chi hội cựu chiến binh thôn Đồng Lư cũng đã có quà mừng về với cụ Lưu Công Xuyền. Đại diện của hội cựu chiến binh thì có lên đã hôm tặng quà hôm qua rồi, nhưng hôm nay chúng tôi cũng muốn mời hội cựu chiến binh lên để có đôi lời trong cái ngày vui này. Xin được trân trọng giới thiệu một cũng tôi nói phần đầu, tức là một người bạn chiến hữu rất thân với này cụ Lưu Công Xuyền, đó là cụ Phạm Văn Nghĩa. Xin được trân trọng mời cụ Phạm Văn Nghĩa. Của địa phương, kính thưa các cụ, các ông, các bà, các bác, các anh, các chị, các cháu, kính thưa cụ Xuyền và kính thưa gia đình cụ Xuyền. Tôi với cụ Xuyền là bạn với nhau từ năm 59 đến bây giờ, đã trải qua công tác ở khách sạn Kim Liên và đã trải qua quân ngũ, và đến nay lại trở về với địa phương. Được cụ Xuyền cho biết là hôm nay dòng họ và gia đình cụ Xuyền có tổ chức một cái buổi lễ mừng cụ tuổi 80.
thì hôm nay cả hai vợ chồng tôi tranh thủ thời gian và cũng là tình cảm và đặc biệt là phải xuống với cụ truyền của gia đình. Và đồng đội của tôi của cụ truyền thì có 7 người của Nam Trực, nhưng hiện nay thì có một thêm một đồng chí Vĩnh nữa thôi, chứ còn các cụ đều già cả không có điều kiện đến. Trước nhất là cho phép tôi thay mặt gia đình và 8 đồng đội tức là đã công tác ở khách sạn Kim Liên và đã vào quân đội đến nay về địa phương, chúc cụ truyền tuổi 80 thọ mãi mãi, chúc gia đình cụ truyền quan tâm và chăm lo cụ truyền cái hạnh phúc, và cũng xin chúc được tất cả các cụ các ông bà trong dòng họ cũng như là các con các cháu của cụ truyền ở đây mạnh khỏe và hạnh phúc. Không cái gì bằng, tức là cái tuổi cao, nhưng mà tuổi cao thì càng chí khí càng cao và quan tâm đến con cháu gia đình, thì xin tình bạn của chúng tôi không bao giờ phai mờ và xin chúc cụ truyền hạnh phúc. Số các cụ cũng là bạn rất thân với cụ truyền nữa. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu cụ Thoa, cũng là một người rất thân. Và hôm nay đây về mừng sinh nhật của cụ truyền thì cụ cũng có đôi lời phát biểu cũng như có những phần thơ để chúc mừng cái ngày lễ sinh nhật này của cụ. Xin được trân trọng kính mời cụ Thoa. Kính thưa toàn thể gia đình và các thân nhân đến mừng thọ cho Lưu Công Truyền. Tôi cũng là một người cao tuổi, gọi là thành viên của hội người cao tuổi của thôn, nên là hôm nay nhân cái ngày mừng sinh nhật của cụ truyền thì tôi có cảm tưởng có mấy phần thơ lên để mừng cho cụ ấy. Tuổi 80 tâm hồn thanh thản, nhiều niềm vui, trí tuệ minh mẫn, sống yêu đời, thể thao thể dục và tiếng chơi, thăm chắc chăm cháu chắc học thực cháu chắc hiếu học, nhiều niềm vui, tiền đồ phong phú đẹp nhất đời, thành viên cao tuổi có chúng tôi trẻ chia ngọt ngọt đùi. Xin được cũng còn biết rằng là các thông gia, các liên gia của gia đình chúng ta. Thế chúng tôi xin được trân trọng mời ba thông gia với con trai trưởng của cụ là thông gia với anh Văn đấy. Xin được mời sự hiện diện của ba thông gia lên tặng quà mừng cho cụ cũng như để mừng cái sinh nhật lần thứ 80 được của cụ. Xin được báo cáo với các cụ thế này, đây là ba thông gia và thông gia với con trai cả của cụ truyền. Thế để đây xin một tràng vỗ tay đến với này ba gia đình thông gia của con trai cụ ạ. Vâng, xin được cảm ơn các ông các bà, xin được chúc tôi các bà một sức khỏe và năm 2017 này tràn đầy tình thương yêu của gia đình cũng như của quê hương đất nước chúng ta. Các cụ các bà và các bác các anh chị chúng ta đang dự tiệc mừng sinh nhật của cụ Lưu Công Truyền. Bây giờ đây thì các phần quà mừng cũng như các phần giới thiệu xin của đại diện cho gia đình xin chân thành cảm ơn các bạn tham gia trong quan xin chào ơi. Thế thì các cái phần quà mừng cũng như sự hiện diện của các bậc quan khách của chính quyền cũng như của các cái hội thì đã được giới thiệu, thì tiếp để đến các cái phần quà thăm gia đình thì để thay đổi không khí chút ít để các cụ chúng ta cùng lắng nghe một ca khúc. Rồi chúng tôi xin giới thiệu phần đầu, đây là bạn đồng nghiệp với con dâu thứ tư, tức là con dâu út của ông Truyền là chị Nhi, đang công tác tại trường tiểu học Nam Tân Hữu La, và đây là cô giáo Huyền và là bạn đồng nghiệp của chị cũng đang. Hãy subscribe.
quà mừng thứ hai là quà mừng trong gia đình, để chúng tôi sẽ được bước qua tất cả các con cháu của chính gia đình ông Truyền. Cả ông Truyền thì sinh ra được 5 người con, 4 trai và 1 gái thì đã đầy đủ dư rẻ ở đây rồi. Thế chúng tôi xin được mời các con trai và một chàng rể của ông Truyền. Đây là món quà của các anh tặng cho cụ trong ngày mừng sinh nhật này. Xin được mời, phần quà đầu tiên của gia đình là phần quà của các con trai và con rể. Đây là niềm hạnh phúc lớn nào mà cụ đã dành cho các con trong gia đình của mình. Đại diện cho Lâm Anh thì xin được trân trọng mời anh Lưu Xuân Văn, tức là anh trưởng đấy. Xin mời anh có đôi lời phát biểu đến với ngày hạnh phúc này, cũng như cái để chào đón các vị khách đã bớt chút thời gian để đây dự cái lễ sinh nhật của cụ. Xin được mời anh Lưu Xuân Văn. Kính thưa các cụ, kính thưa các ông, các bà, các bác, các anh, các chị, cùng tất cả anh chị em con cháu chúng tôi để vào ngoài trong gia đình. Hôm nay tất cả chúng con trai, con gái, con dâu, con rể cùng các cháu nhất có mặt đầy đủ tụ họp tại đây. Có được niềm vui của hôm nay là nhờ hạnh phúc, nhờ phúc ấm tổ tiên cũng như nhờ cha mẹ sống hợp lẽ trời. Yêu lao động, thương con cháu, cư xử chừng mực ôn hòa, chúng con luôn vui lòng thật là trong cuộc đời 80 năm, thế giới có nhiều những đổi thay, kể cả vui lẫn buồn. Hôm nay chúng con đã khôn lớn và trưởng thành, các con có được công ăn việc làm ổn định, không quá chật vật trong cuộc sống như sinh viên trước. Vui vấn khởi là các cháu đã trưởng thành và sự rèn luyện nỗ lực phấn đấu của bản thân đã được vào các trường đại học cao học để bản anh bản chị trong xã hội hiện nay. Chúng con cũng rất tự hào vì cha mẹ là những người lao động chân chính tần tảo một nắng hai thương để nuôi chúng con từ hạt lúa từ khoai, luôn nêu gương trong cuộc sống phong trào xây dựng bảo vệ quê hương đất nước, giữ vững ngọn lửa truyền thống khoai sáng, tuổi cao chí càng cao. Nay cha đã ở tuổi 80 mà vẫn yêu lao động, tinh thần vẫn minh mẫn, sức khỏe bình an. Với chúng con hạnh phúc này phải là bằng kính thưa cha, cùng tất cả con cháu trong gia đình lễ mừng sinh nhật ngoài ý nghĩa thiêng liêng là tỏ tấm lòng hiếu thảo của con cháu đối với ông, còn có ý nghĩa nhắc nhở giữ gìn truyền thống gia đình, kính trên nhường dưới, phải đoàn kết thương yêu cùng bằng lẫn nhau lúc thường cũng như lúc hoàn nạn để được ông vui lòng hạnh phúc lúc tuổi già. Lẽ ra chúng con phải sớm hôm quê quần chăm lo phụng dưỡng để cha được nhà nhã an hưởng lúc tuổi già, nhưng vì cuộc sống đôi lúc chưa làm tròn được ý nghĩa, cúi xin cha rộng lòng tha thứ. Lễ mừng sinh nhật với chúng con đã là sự mơ ước lớn lao nhất trong cuộc đời này. Xin cảm ơn. Xin được cảm ơn anh Lưu Xuân Văn, con trai trưởng của cụ Lưu Công Truyền ạ. Xin được mời các anh này đã chụp ảnh chung với cụ rồi thì xin được mời các anh về vị trí để tiếp khách. Thế sau cái quà mừng của các anh con trai thì chúng tôi xin được mời các nàng dâu nào và cô con gái út, xin được mời 5 chị, 4 chị con dâu, 1 chị con gái út. Xin được mời các chị có phần lãng hoa tươi thắm cũng như những phần quà mừng đến với lễ mừng sinh nhật của bố. Xin được gặp lần nữa chúc cụ trường thọ bách niên đại não và xin được cảm ơn các chị. Phần quà thứ ba trong gia đình bây giờ đây thì ông xin được mời tất cả các cháu và các chắc của cụ Truyền, xin mời các cháu hiện diện hết ở ngoài phía khán sân khấu để mừng quà cho ông và mừng quà cho cụ.
tất cả các con cháu của ông Truyền, tức là con cháu anh Văn, anh Trình, anh Tiến, anh Huy và chị Huy. Đấy, các cháu tập trung hết ra. Nào mời các cháu xếp hàng ngang để tất cả các cháu sẽ được ghi hình chụp ảnh và quay những thước phim sinh động để lưu kỷ niệm mãi về sau này. Để các cháu ra ấy. Con cháu Úng Quốc thì luôn được phía trong, chưa đến các cháu tranh thủ nào. Thế là sau khi chụp ảnh ghi hình các cháu rồi thì ông xin được mời hai cháu đại diện cho cháu nội của ông Truyền, đấy là cháu Mai và cháu Ngọc Khánh. Hai cháu sẽ có một tiết mục thơ và tiết mục văn nghệ. Các anh chị sau khi đã chụp ảnh xong thì các anh chị là lưu xuống phía dưới. Xin mời hai cháu nào, cháu Mai và cháu Ngọc Khánh về phía giữa. Sau đây cháu xin có một món quà tinh thần để tặng cho ông nhân dịp ông tròn 80 tuổi. Hôm nay tháng 8 mùng 5, cả nhà vui chúc ông tròn 80. Chúc ông sống khỏe sống vui, chúc ông luôn sáng trên môi nụ cười. Chúc ông như bát như tùng, không ba bão cố không ngừng vươn lên. Chúc ông giai lão bách niên, bên đàn con cháu thảo hiền tiếng hô. Cuối cùng xin chúc ông bà, cô dì chú bác họ nhà yên vui. Chúc anh, chúc chị, chúc em sức khỏe hạnh phúc luôn luôn ngoan hiền. Gửi các bậc tiền bối và đoàn thể các con ngoại xa gần, con có một vài lời tâm sự gửi đến ông ạ. Vào hồi lớp 3, trước đề kiểm tra văn viết về một người mà em ngưỡng mộ nhất, tôi đã chọn ông nội như một người hình mẫu lý tưởng. Và đến lúc trả bài, tôi nhận điểm B vì một lý do rất ngu ngốc. Tại sao ông nội em lại là Bác Hồ? Tôi cũng không nhớ một cách rõ ràng, nhưng tôi biết chắc rằng trong tâm trí non nớt của một đứa trẻ lên 8 lúc ấy, ngoài vẻ bề ngoài, ông nội thực sự rất vĩ đại. 10 năm trôi qua, đủ để trưởng thành một con người. 18 tuổi, đứng trước đề văn ấy, có lẽ tôi cũng biết thế mà thôi. Đối với tôi, một người vĩ đại không nhất thiết phải lập nên những chiến công, hiểm hách, những công việc to tát xa xôi, mà đơn thuần chỉ là phong cách sống giản dị, mà thanh cân, mà thanh tao, nhân phẩm cao quý và tấm gương trong sáng có sức ảnh hưởng mạnh mẽ cả đến cả một thế hệ. Và điều đó luôn khiến tôi nhớ đến ông. Hôm nay là sinh nhật tuổi 80 của ông, cháu không biết nói gì hơn ngoài cảm ơn ông đã dày công vun đắp những thế hệ cháu con nên người. Cảm ơn ông đã sẵn sàng làm hình mẫu lý tưởng để cháu dựa vào phấn đấu. Đại diện cho con cháu gần xa, cháu xin chúc ông sống thật lâu, thật khỏe mạnh để chứng kiến cây gia phả nhà mình thêm sinh nhiều cành lá và cổ vũ làm động lực trên chặng đường chinh phục thành công của con cháu mãi về sau. Và con có hai câu thơ ngắn muốn gửi đến ông, đó là: nhân thượng trinh đồ tông bất lão, chính chiều phong đỉnh cạnh trường xuân. Có nghĩa người bước chặng dài lòng tươi trẻ, chí nhìn đỉnh chót cảnh thanh xuân. Con xin hết ạ. Xin được cảm ơn các cháu. Trong đoàn đại biểu của các cháu thì ông xin được giới thiệu các cháu trai nữa. Nào, cháu Hiền, cháu Hiệp, cháu Hương. Các cháu có một phần quà tặng riêng cho ông nữa. Thì hai cháu đứng lại để cùng với các anh tặng quà. Xin được mời ba chàng trai, các cháu ra để tặng quà cho ông. Thời gian thì là vàng là ngọc. Thế nên hôm nay là cái lễ sinh nhật thứ 80 thì em cũng ghen tị với anh là hôm nay được nhận cái thời gian vàng ngọc này cho anh. Vâng, xin một tràng vỗ tay ạ. Vâng. Đại diện cho các cháu thì ông xin được mời cháu Hiệp có đôi lời phát biểu. Đến trước tiên thì tôi xin chào các cụ, các ông bà, các anh, các chú đã có góp mặt suốt thời gian đến chung như nhà con ạ.
con là Ngọc, con là cháu của ông con ạ. Hôm nay con rất là vui, con có một chút chia sẻ với ông con. Con có tội lắng nghe. Thực ra thì đối với cháu quá tuổi, tôi 25 tuổi rồi. Thì đối với ông cháu thì có thể là cái tuổi 80 tuổi, nhưng mọi người là yếu, nhưng mà ông với ông con thì rất là còn rất là khỏe mạnh, rất là độc lão. Thì đối với ông con thì con nói thực sự là ông con tiền thì các con không cần nhiều, chỉ cần là các cháu đi học thì các cháu đi làm thì mỗi lúc về quê thì có thể là chia sẻ cho ông công việc, công tác, những thành tích mình đạt được trong công ty. Còn đối với các cháu đi học thì cũng tấm bằng khen, cũng thấy khen thưởng là cái món quà quá thần đối với ông rồi, không có gì nhiều cả. Nhân ngày hôm nay là ngày 58 năm Quý Dậu thì con có mấy lần thơ con tặng ông ạ. Tại vì con thì lấy thơ phát con đối với con chắc hay là 6 8 con không đúng lắm, nhưng mà với cái lòng chân thành của con thì con xin gửi đến ông ạ. À, vâng. 50 tuổi đảng, cuộc đời hiển vinh, mùa thu tháng 8 gió hiền. Cháu con từ khắp mọi miền gần xa, quây quần sum họp một nhà, chúc mừng tuổi thọ ông cha chúng mình. Chúc ông bách tuế quang minh, vạn niên phúc thọ gia đình ấm êm, muôn đời ân phúc vô biên. Giao phong đạo hiếu lưu truyền cháu con, cùng đàn con cháu vuông tròn, niềm vui mãn nguyện lại tràn khóe miệng. Ông xin nhớ. Xin cảm ơn các cháu. Và như thế này, thì anh và cháu tôi lại đây cùng với người dẫn chương trình Cốt. Thế hôm nay thì ông nhận được nhiều quà, các cháu quà. Thì hôm nay thì ông cũng chuẩn bị cho các cháu một món quà tinh thần, mà đây là nguyện vọng của ông, môn nghệ thuật thứ bảy thì ông rất yêu. Thế hôm nay thì ông trước khi mừng tổ chức lễ mừng sinh nhật này thì ông có dặn tôi rằng là ông Cốt phải cố gắng mua cho tôi những một cái đàn đó để tôi tặng cho các cháu tôi trong cái này mừng sinh nhật tôi. Các tôi nhận được nhiều quà thế nhưng tôi chỉ tặng cho các cháu chung một là kỷ vật niệm thế thôi. Thế thì xin được mời anh Hiền ạ, cháu đích tôn xin được mời anh là ra để nhận phần quà của ông tặng chung cho các cháu, các chất ở trong gia đình. Xin được mời cụ Lưu Công Sườn với phần quà tinh thần đầy ý nghĩa thôi. Phần quà tin về kinh tế thì rất bình thường, thế nhưng mà đây là món quà mà ông muốn tặng các cháu sau này sẽ dùng tài năng và dùng trí tuệ của mình để phục vụ quê hương đất nước, phục vụ tiên tổ, phục vụ chính gia đình nhà mình. Để các cháu nhận lấy phần quà của cụ, xin được cụ có đôi phát biểu với các cháu không ạ? Thì xin được mời cụ ạ. Các cụ, các ông, các bà, tôi cũng có cái ý tưởng là gì này, thật ra tiền không có nhiều. Thế mà bây giờ ông không thể nhận quà nhiều như vậy mà ông không tặng quà là không được. Cho nên là tôi có cái ý tưởng là tôi mua một cái đàn, có thể là dù nhiều, dù to, dù hiện đại hay là chưa hiện đại, nhưng mà tôi nói là một cái vật mà để tạo ra cái sân chơi cho các cháu, nhất là một cái buổi hè. Cho nên là chỉ trong có một tháng thôi thì tôi cũng bảo với chữ em là mua cho tôi một cái đàn. Sau đó ông lại mở một cái lớp đại. Thế thì để làm cho các cháu được chúng được học tập với ông. Thế thì cũng qua cái sản phẩm mà các cháu làm được, biểu diễn được thì chính là các cụ đã thành chức trường hiếu tam nghĩa với đảng. Thế thì tôi hôm nay được nhận quà, ông này là có cái quà này thì chúng ta xin cảm ơn các cụ, các ông, các bà là đã quan tâm đến chúng tôi rất nhiều, cho nên là các cụ đã đến để mà động viên chúng tôi. Vâng, như thế là các cụ được lúc đấy là các cụ nghe các cháu hát và các cháu đạt, đấy là chính cái phần quà của cụ Truyền là tặng cho các cháu đấy ạ. Mà bây giờ thì các cháu đã chuyển lên gia đình riêng để các cháu sở hữu rồi đấy ạ. Để tiếp theo cái buổi lễ sinh nhật của cụ hôm nay thì chúng tôi trong gia đình thì biết rằng là phía bên trên bác Truyền đây, bác Truyền thì là trưởng ở trong gia đình rồi, nhưng bên trên thì còn có vài bác bên nội ngoại nữa. Trước hết là chúng tôi xin được trân trọng kính mời bác Lưu Công Chi, tức là bác trên và là về anh của bác Truyền, của cụ Truyền đấy, thì xin được mời cụ Chi ạ. Bây giờ cụ Truyền là cụ rồi, cụ Chi cũng xin được mời cụ ạ. Xin được
Xin các cụ một tràng vỗ tay thật nồng nhiệt đến phần quà của hai anh em đều là độ tuổi cao tuổi cả rồi ạ. Vâng. Xin được mời cụ Chi thì có đôi lời, đôi vần thơ đến đây là đây mới là phần quý nhất, đây là món quà mà không có giá trị nào bằng, thì xin được mời những vần thơ của cụ đến để tặng cho người em của mình cũng như để chung vui với toàn bộ các bậc khách quý, các bậc quan khách cũng như trong gia đình chúng ta. Xin được trân trọng mời cụ. Kính thưa các vị đại biểu, kính thưa các vị phần quý khách, kính thưa các cụ công các bà bên nội bên ngoại, các anh các chị cùng các cháu các chắc trong gia tộc nội ngoại của gia đình nhà ta, kính thưa các cụ, trong gia tộc nhà tôi thì chúng tôi là sinh ra và lớn lên là thuộc về ngành cả họ Lưu Công. Trong ngành cả họ Lưu Công có hai chi, chi 1 và chi 2, thì anh em chúng tôi là thuộc dòng chi 2. Hôm nay tôi đứng đây để nói chuyện và thưa chuyện cùng với các cụ thì cũng chưa phải là người trưởng tộc của chi 2, mà tôi mới là người thứ của chi tộc thôi. Nhưng mà ông trưởng đi việc, đi làm ăn xa, sức khỏe cũng không đảm bảo cho nên cũng không về kịp. Thế hôm nay tôi đại diện cho ông anh và đồng thời là có mấy lời để nói chuyện với lại ông em tôi là ông Sơn, cùng với lại các cháu các chắc là máu mủ ruột là của anh em trong gia đình. Kính thưa các cụ công các bà, sở dĩ hôm nay ông Sơn em tôi được cái tuổi 80, thực ra mà nói là chúng ta sống trong cuộc sống đi làm ăn và thực hiện việc này việc khác là chúng ta đều có tâm có đức với trời, với Phật, với tiên tổ, với các cụ, các ông, các bà mà thế hệ trước đã giáo dục và dạy bảo anh em chúng tôi. Thế hôm nay chính ông Xuyền là em tôi, nhưng mà tôi còn kém ông Xuyền 2 tuổi, nhưng đứng về đồng tộc thì tôi là anh. Thế thì trước hết là xin phép các cụ, các ông, các bà, bài thơ hôm nay tôi viết lên đây là nói lên cái kỷ niệm sâu sắc của anh em chúng tôi khi mà bố mẹ chúng tôi nuôi chúng tôi lúc bây giờ từ 7 tuổi cho đến 13 tuổi, chúng tôi có một thời gian sâu sắc với nhau. Thế hôm nay thì tôi đọc thơ lên để nhắc lại những cái kỷ niệm sâu sắc ấy để cho ông Xuyền em tôi và xin phép các cụ tôi được đọc. Những kỷ niệm thời niên thiếu thân tặng cũng như câu chuyện. Phần 1. Mùng 5 tháng 8 trong xanh, mùa thu gợi nhớ trong anh của đời. Cánh đồng xanh thắm quê tôi, biết bao kỷ niệm cuộc đời xa xưa. Ông sinh ra ở Đồng Dừa, cái tên thân thiết gọi rùa quê tôi. Đồng san, đồng sống, đất rồi. Tức là ngày xưa các cụ nói đất rồi, tức là đất rồi, rồi đồng. Tức là những cánh đồng màu mỡ của làng ta. Đồng san, đồng sống, đất rồi. Sau vòng trước mà một thời chân châu, ông chú tôi gọi Xuyền đơn, con đi chăm sóc con trâu cho thầy. Ngày xưa nói để các cháu biết là ngày xưa chúng tôi đang gọi là bố bằng thầy. Thầy cũng ông chú tôi gọi Xuyền đâu, con đi chăm sóc con trâu cho thầy. Tháng 8 mưa thật là đầy, mà san lóng bóng nước đầy ngập chân. Chúng tôi sợ tỉa cắn chân, ngồi chung trên tấm lưng trần của trâu. Con trâu nó cũng gật đầu, cũng nghe câu chuyện mở đầu của tôi. Chuyện thì nhăng nhít đôi thôi, hai thằng tán chuyện một hồi râm ran. Một đàn cò trắng bay ngang, từ bên đầu mảng bay sang sau vòng. Con trâu chậm bước thong dong,
một đôi chim sáo đang âu yếm tình, cây chu me thật nghĩa tình. Ở đây nói những cây chu me thì là những ai mà ở sống ở cái làng Đồng Lư từ 65 tuổi trở lên thì biết cái cây chu me. Cái lái chu me thì ở cái cây chu me trên Mã Sang của ta rất là nhiều, mà là hái về để nấu canh chua, nấu canh cá. Mà những người nào sống bám sát ở quê thì mới biết cây chu me thật nghĩa tình, cây cho bóng mát lá thời nấu canh, thời gian thấm thoát trôi nhanh, hai trẻ châu ấy, hai trẻ châu ấy đã thành chàng trai. Thế bây giờ sang cái phần này thứ hai, chàng ấy lấy vợ giữa làng, một cô gái đẹp mênh mang tấm lòng, sinh con trai đẹp đầu lòng, tiếp theo một đám tiểu đồng hôm nay. Giặc Mỹ định chiếm đất này, Việt Nam không sợ chúng mày đâu nha. Bác Hồ kêu gọi toàn dân giết giặc cứu nước, tiến quân xa trường. Anh em tôi phải lên đường, lòng quân bộ đội chiến trường sông pha. Binh đao khói lửa rừng già, anh vào cao xạ, em là công binh. Tôi thì là vào lính cao xạ, ông em thì là vào lính công binh, thực hiện cầu phà để cho chỗ con đường Trường Sơn chuyển phà Long Đại để cho quân đội ta tiến vào phía nam. Anh vào cao xạ, em là công binh, rất nhiều đồng đội của mình không may bỏ sát tâm linh gật vờ, sau này ngồi nghĩ vẩn vơ, anh em mình được trời cho ma khác tường, tổ tiên phù hộ trên đường, quá bao nguy hiểm đau thương cho mình, thật là ân đức tiên linh đã độ cho mình tuổi thọ 80. Mừng năm tháng 8 sáng ngời, hai ông ngày ấy đang ngồi bên nhau, cháu tắt trong nhà là vườn hoa đẹp họ nhà hữu công. Xin hết ạ, xin cảm ơn các cô. Hai một người anh và một người em nữa, đấy là xin được mời bác Hỷ, xin được mời chú Hùng. Thì hôm qua là bác và chú thì đã mang quà mừng đến là mừng cho cụ chú Công Truyền, thì hôm nay được mời bác và mời chú lên đây để bốn anh em cùng chụp một bức ảnh và cùng quay. Em xin các cụ một tràng vỗ tay ạ. Xin được cảm ơn các cụ, xin được cảm ơn các ông. Các bạn. Thế chúng tôi xin được trân trọng mời gia đình nhà bà Lô, đây cũng là người em của cụ Xuyên. Đây xin được trân trọng mời đại gia đình của gia đình của bà Lô, xin được mời các anh các chị chúng ta cùng về để tặng quà. Cảm ơn tấm lòng của các cụ ông các bà, các anh em trong đại gia đình Hoàng Hoài chúng ta. Vâng, như thế là các cái phần quà của các bậc đại biểu, các ban ngành thì chúng ta đã được nhận. Bên nội bên ngoại thì chúng ta cũng đã được trao lên để gửi cho cụ. Bây giờ đến là phần gia đình. Trước hết là chúng tôi xin được trân trọng mời phần quà của gia đình cụ Mỹ, tất cả các con cháu đều về mừng cho cụ một lần. Xin được trân trọng mời phần quà của gia đình cụ Mỹ. Sau phần quà của gia đình cụ Mỹ thì ông Cam và ông Cành là chuẩn bị ạ, và bà Ngọc cũng chuẩn bị. thì xin được trân trọng mời cháu Nguyễn Văn Đoan là
Nhân trưởng của gia đình nhà cụ là có đôi lời phát biểu và cũng như là chúc sức khỏe các vị quan khách ạ. Kính thưa các vị đại biểu đại diện cho các vị chính quyền, hội người cao tuổi và hội cựu chiến binh của địa phương. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú bác cùng toàn thể anh chị em, các họ. Kính thưa bác, thưa ông trưởng. Hôm nay mẹ con chúng cháu rất vui mừng và phấn khởi về dự lễ mừng sinh nhật bác tuổi 80. Được sự ủy quyền của mẹ cháu và thay mặt cho các em, các cháu trong gia đình, cháu xin được phát biểu những tình cảm của con cháu đối với bác và những lời chúc mừng tốt đẹp nhất nhân ngày chúc mừng sinh nhật bác hôm nay. Kính thưa bác, anh chị em chúng cháu luôn ý thức được rằng mỗi người sinh ra, lớn lên và trưởng thành đều cầu mong có được năm điều: phú, quý, thọ, an ninh. Và trong năm điều này thì chữ thọ là thiêng liêng và trang trọng nhất, và điều này cũng là điều mà mọi người mong muốn nhất. Hôm nay bác đã bước qua cái tuổi xưa nay hiếm, đó chính là cái phúc lớn nhất của gia đình, của dòng họ chúng ta. Chúng cháu rất tự hào là cháu của bác, người cha, người bác, người ông mẫu mực. Mỗi khi anh em chúng cháu về thăm bác, bác đều ân cần thăm hỏi, động viên con cháu cố gắng phấn đấu, khắc phục khó khăn để học tập và công tác tốt. Và bác cũng thường xuyên dạy bảo, khuyên răn về nền nếp gia phong trong gia tộc của chúng ta. Đó là những tình cảm thân thương, là những chỉ hướng tiếp sức động viên cháu con học hành đỗ đạt và công tác ngày một tiến bộ. Trong khuôn khổ thời gian buổi lễ mừng sinh nhật bác hôm nay, chúng cháu không thể nói hết được những tình cảm của các cháu đối với bác. Kính mong bác đón nhận những tình cảm kính trọng và lòng biết ơn sâu sắc nhất của chúng cháu đối với bác. Và nhân lễ mừng sinh nhật bác tuổi 80 hôm nay, cháu xin được kính tặng bác một câu thơ bằng chữ Hán: Bát tuần thả hiến bàn đào thủy, tứ đại đồng chiêm bảo vật vi. Có nghĩa là 80 tuổi vẫn ngời viên ngọc thọ, bốn đời cùng ngợp ánh hào quang. Kính thưa bác, kính mừng sinh nhật bác tuổi 80, mẹ con chúng cháu xin được kính chúc bác bách niên đại não, chúc bác sống vui, sống khỏe để tiếp tục là chỗ dựa cho các con, các cháu, và để bác sẽ là chứng kiến những sự trưởng thành của con, của cháu trong đại gia đình chúng ta. Và kính chúc các quý vị đại biểu, kính chúc các cụ, con, các bà mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc. Xin cảm ơn. Xin được thay cho cụ Xuyên cảm ơn gia đình cụ Mỹ, xin được chúc cho riêng cho hai cháu Đoàn đấy có lời chúc riêng của bác mẹ. Trước tiên là cũng xin chân thành cảm ơn đối với em, tức là thứ hai đó là các cháu về đây là không phân biệt gì là trai gái gì cả, cho nên là trong một đoàn thì rồi là tặng thơ. Đây là cũng có những lời động viên thì tôi thấy đây là mình rất là quý, không vui vẻ. Thế thì cũng xin cảm ơn. Xin được cảm ơn cô ạ. Và để tiếp theo thì chúng tôi xin được trân trọng mời gia đình nhà ông Cam ạ là có những cái phần quà mừng sinh nhật của cụ. Xin được mời gia đình nhà ông Cam, tất cả các cháu là đều về hết nhá để chụp ảnh. Xin được trân trọng mời các anh em ruột đấy, thì là xin được mời các cụ là sự hiện diện sau khi phần quà cuối cùng của tôi, thì các cụ lên để chụp ảnh lưu niệm và năm gia đình là 5 người ấy. Vâng, xin các cụ một tràng vỗ tay với những phần quà của gia đình ông bà Cam ạ. Vâng, ngoài những phần quà và vật chất thì chúng tôi xin được trân trọng mời ông Lưu Công Cam có đôi lời phát biểu, cũng như sẽ có một món quà tinh thần nữa để tặng cho ngày mừng sinh nhật của cụ Xuyên. Ở đời là những ước ao sống vui sống khỏe, người nào cũng mong sống lấy chữ đức làm lòng, chữ tâm chữ hiếu ở trong tim mình, sống là vì nghĩa vì tình, cây cao bóng cả lung linh cuộc đời, tuổi già sống được thảnh thơi, cháu con xuống xít tuyệt vời lắm thay. Kính thưa các vị đại biểu khách quý, kính thưa các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương cùng các ban ngành đoàn thể, kính thưa các cụ, các ông, các bà, các anh chị em, bạn bè gần xa,
của cụ truyền và con cháu cụ truyền và anh em cụ truyền đến đây để chúc mừng sinh nhật của ông anh. Tôi là em của cụ. Thế và ngoài cái món quà về vật chất thì tôi cũng có một cái món quà về tinh thần, tức là sẽ có một cái bài thơ để chúc mừng cụ truyền và nói chung cùng toàn thể hội nghị hôm nay ở đây, bởi vì ngồi đây cũng có người làm cha làm mẹ và cũng có thể thấu hiểu và chia vui được những cái lời thơ trong cái bài thơ tôi sắp đọc sau đây. Tôi được bạn được rồi. Cánh cò cóng nắng qua sông chở luôn nước mắt cây nồng của cha. Cha là một dải ngân hà, con là giọt nước sinh ra từ nguồn. Quê nghèo nắng đổ mưa tuôn, câu thơ cha dệt từ muôn thăng trầm. Thương con cha gắng sức ngâm, khổ đau hạnh phúc nảy mầm thành hoa. Lúa xanh xanh mướt đồng xa, bóng quê hòa với bóng cha hao gầy. Cánh diều con nước trời mây, chở câu lục bát đong đầy tình cha. Xin hết ạ. Xin cảm ơn sự lắng nghe của toàn thể hội nghị. Xin là cảm ơn ông gia đình ông bà Cam và xin được cảm ơn những vật thơ của ông. Chúc ông gia đình tràn đầy hạnh phúc, tràn đầy năng lượng để làm ăn thành đạt, các cháu phát tài. Chúng tôi xin được trân trọng để mời đến gia đình ông bà Cảnh ạ. Xin được mời các cháu, các con của gia đình ông bà Cảnh đều lên một lượt để chụp ảnh và ghi hình ạ. Xin được trân trọng. Xin mời anh Cảnh có lời phát biểu với ngày vui này của ông Cảnh đi không ạ? Vâng, xin được trân trọng mời ông ạ. Gia đình tôi là em của ông Cảnh thì có gia nhân ngày sinh nhật 8/5/2017 của ông anh thì họ 80 tuổi. Thì cũng ra thay mặt gia đình thì chúc anh sống lâu. Vâng, những giọt nước mắt thật sung sướng là xin các cụ và chào cô này. Xin được chúc hai ông mãi mãi được giữ được tình cảm như thế này ạ. Vâng, và đây là phần quà của thân gia đình, phần quà cuối cùng ạ. Và tôi cũng là xin được vật lý là tôi là rể út của gia đình. Và cũng là bà Ngọc thì là em út của ông Truyền. Thì hôm nay ngày vui hạnh phúc của ngày sinh nhật của anh lần thứ 80 này thì gia đình cũng xin là có những bó hoa tươi thắm cũng như cái phần quà để tặng cho anh và chúc anh là trường thọ mãi mãi, để là con chim đồ đàn là cái đầu tàu kéo một dãy to tàu đi đằng sau, là con chim đồ đàn để hướng cho đàn chim bay về nơi hạnh phúc nhất ạ. Xin được mời anh ạ. Xin mời ông Cam và ông Cảnh cùng bà Ngọc làm anh em thì là xin được mời kính thưa các quý vị đại biểu, kính thưa các cụ, kính thưa các ông, các bà, các bác, các anh, các chị cùng toàn thể anh chị em trong gia đình. Thế là thay mặt gia đình của cháu xin cảm ơn các ông, các bà, các cụ và các bác, các anh, các chị đã bớt chút thời gian đến chung vui cùng với gia đình chúng cháu. Kính mời các cụ, các ông, các bà, các bác, các anh, các chị và các em, các cháu dùng bữa cơm thân mật cùng với gia đình. Sau đây xin mời các cụ, các ông, các bà và các bác, các anh, các chị giải lao ít phút ạ.
các vị con gái trên này ạ. Bên đây thì đang tổ chức cái tiệc tài phòng của khán phòng của gia đình anh con trai trưởng của cụ Lý Công Xuyên. Bây giờ xin được mời các cụ các bác là đuôi sang phía bên nhà chính ông Xuyên để cùng tham quan cái khung cảnh bên gia đình ông Xuyên, để các cháu về bàn đến đây để chuẩn bị tiệc rượu, để mời các cụ về đây lưng ly rượu mừng cái lễ sinh nhật thứ 80 này của cụ Xuyên ạ. Xin được trân trọng mời các cao và các quý cũng như các cụ ở cô các bà chúng ta. Anh đành bạc kể công nói
Thank you.
lắm rồi chợt nhìn thấy bóng cha còn ngồi đó với bao điều lo. Để ngày mai được sáng tươi còn níu nên người đời cha chịu nhiều gió sương. Ôi cha hiền người là vầng thái dương tỏa nắng ấm sáng soi đời con. Kể từ khi mẹ đã xa và cha thêm nặng và vầng trán kia suy tư bao ngày đêm. Nâng niu dìu dắt bước con đi chăm lo từng giấc ngủ êm đềm, khuyên con phải sống yêu thương nhau, dạy con đừng bao giờ gian dối. Lòng con thương cha nhiều lắm, cha hiền yêu dấu ơi, người là lẽ sống cho đời con. Người là trắng khuya xóa tan đêm trường, truyền cho con niềm tin và sự sống. Lòng con thương cha nhiều lắm, cha hiền yêu dấu ơi, từng ngày qua vẫn luôn nguyện cầu, cầu mong cho cha mãi luôn bên đời, để cho con được sống trong tình thương hiền từng giấc ngủ êm đềm, khuyên con phải sống yêu thương nhau, dạy con đừng bao giờ gian dối. Lòng con thương cha nhiều lắm, cha hiền yêu dấu ơi, người là lẽ sống cho đời con. Người là trắng khuya xóa tan đêm trường, truyền cho con niềm tin và sự sống. Lòng con thương cha nhiều lắm, cha hiền yêu dấu ơi, từng ngày qua vẫn luôn nguyện cầu, cầu mong cho cha mãi luôn bên đời, để cho con được sống trong tình thương. Lòng con thương cha nhiều lắm, cha hiền yêu dấu ơi, người lạ lẽ sống cho đời con. Người là trắng khuya xóa tan đêm trường, truyền cho con niềm tin và sức sống. Lòng con thương cha nhiều lắm, cha hiền yêu dấu ơi, từng ngày qua vẫn luôn nguyện cầu, cầu mong cho cha mãi luôn bên đời, để cho con được sống trong tình thương.